năm lựa chọn tiền đề về mảnh đất xây dựng nhà ở. Đối với những mảnh đất của ông cha đất tổ để lại cho con cháu thì có vẻ yếu tố này không mấy quan trọng. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư có ý định mua một mảnh đất mới để xây nhà, thì việc chọn đất làm nhà như thế nào thực sự cũng rất quan trọng. Tiêu chí lựa chọn đất xây dựng. Vị trí thuận lợi, đường lớn sẽ dễ dàng thi công sau này, hẻm nhỏ chi phí xây dựng cao khi không có chỗ tập kết vật tư, đổ bê tông thương phẩm. Hướng mặt tiền, nhà hướng nam là hướng thuận lợi nhất để xây nhà. Buổi sáng tránh được ánh nắng chói chang, phía đông. Buổi chiều không bị nắng chiếu gay gắt, phía tây. Thế đất phải bằng phẳng, nền đất phải kiên cố. Nền đất cát được coi là nền đất tốt vì nó tương đối kiên cố, xây nhà không sợ nguy cơ sụt lún. Diện tích đủ theo nhu cầu xây dựng, không quá to, tránh lãng phí, không tận dụng hết công năng của đất và phải phù hợp với tài chính của gia đình. Nếu mua nhà cũng phải chú ý nhà có tường chung, vách chung hay không. Bởi tường chung khi tháo dỡ diện tích đất thực tế bị thu hẹp. Hải Hưng cũng gặp rất nhiều trường hợp khi tháo dỡ nhà cũ diện tích đất thực tế nhỏ hơn trong sổ rất nhiều, phải đo đạc kỹ trước khi mua nhà cũ. Bạn còn biết thêm những thông tin bổ ích nào khác hãy bình luận bên dưới cho Hải Hưng biết nhé. Nếu thấy hay bạn hãy bấm follow kênh để nhận thông báo thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng bổ ích nữa nhé.